đọc với chị. Permissions, sự cho phép. Compositions, cấu tạo, cấu thành. Evidently, hiển nhiên, rõ ràng. Approach, cách, giải quyết. Tentative, dự định, dự tính. Be compelled to, buộc phải làm gì. Excerpt, trích đoạn, rút gọn. Inspiring, có tính truyền cảm hứng. Distinctive, đặc điểm, đặc biệt, đặc tính riêng biệt, cách biệt. Assertions, sự quả quyết, sự xác nhận. Corresponding, thư tính. Struggle, khó khăn, trắc trở. Attentive to, để ý, chú ý, chăm chú, quan tâm. Proofreading, quá trình kiểm duyệt. Intensity, căng thẳng, cường độ mạnh, chuyên sâu. Justification, lý do, lý giải, biện minh. Extravagant, phung phí, lãng phí. Chính xác.